Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì tới không chuyện các bạn ơi, thì hôm nay mình có đặt mua trên mạng một cái kính cường lực các bạn ơi. Thì do điện thoại mình đã bị bể nứt màn hình rồi các bạn, cho nên là giờ mình mới dán các bạn, nó quá muộn cho một cuộc tình luôn các bạn ơi. Thì nói vậy chứ hôm nay thì mình mua sẵn tiện test cho các bạn cùng cái xem và tham khảo luôn. Cái này là cái kính cường lực mà nó có cái đặc biệt là chống nhìn trộm luôn các bạn đó. Có nghĩa là các bạn dùng cái kính này dán vào điện thoại, vừa là kính cường lực và kính chống trộm, chống nhìn trộm các bạn. Phải lộn, mình nói lộn nha. Rồi kính chống nhìn trộm khi mà các bạn đi trên tàu ngầm hay là trên xe buýt nó, hoặc là chỗ đông người các bạn. Thì khi mà các bạn đứng ở một cái góc độ mà người kế bên mà đứng ngang bạn, nó nhìn người ta sẽ không nhìn thấy rõ đó các bạn, nó bị mờ mờ cái tối các bạn đó. Thì hồi đó thì người ta làm điện thoại bị nhìn hướng khác thì không có thấy, nên là sau này người ta sẽ làm ra để nhìn xéo thấy các bạn đó. Nhưng mà bây giờ mình người ta đã thiết kế làm ngược lại các bạn, nên là mình sẽ test thử, nó cũng hay hay đó các bạn. Mình nhìn thấy hay hay á, tại ở chỗ đông người thì nhiều khi mình không muốn người ta ở phía sau hoặc là ngang mình để nhìn vào điện thoại của mình làm gì á, thì nó cũng bảo mật đó các bạn. Rồi thì hôm nay mình sẽ test thử nha, làm dán thử cho các bạn cùng coi. Rồi trước khi các bạn muốn đặt thì các bạn sẽ đặt đúng với cái mẫu điện thoại mình mới dán vô được nha các bạn. Rồi thì miếng này là có ghi số 1, số 2 là cái khăn để mình lau cái màn hình điện thoại của mình trước khi dán lên đó các bạn. Đó, mình lau số 1 và đến số 2. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bề ngoài của cái miếng kính cường lực chống nhìn chậm nha các bạn. Thì mình nhìn thấy nó giống như nó mờ mờ, cái màu nó tối sao các bạn đó. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào nha. Đúng rồi, view luôn. Trời. Này cái này một là xé này phải không anh? Phải tới này đúng không? Dạ. Cái này lau khô. Điện thoại em xịn lắm, nó xịn ra điện thoại. Nhờ là tháo ra ốp lưng ra mà biết cái điện thoại nó bị hư đến mức độ đó luôn á. Anh thấy ghê chưa? Điện thoại anh làm được như vậy không? Nè, điện thoại anh làm được như vậy không? Đó. Để biết chị không, khi nào mà căng ra bụi trong cái mình mở thì mình lau. Ghê chưa? Trời trời. Siêu tiện lợi luôn. Đó, siêu tiện lợi. Đó, xé này ra, thấy không? Hay ha. Lau. Này có nước nè. Lau cho nó ướt. Lau cái màn hình nó hết trơn. Lau cổ, gửi cổ chưa? Rồi. Chết mồ, quên nước màn hình, nó lao nước vô màn hình hư không ta? Nó vừa bao tiếc có gì không? Trời trời, không tiếng có tiền luôn. Không có tiền thay. Bữa nào trời mua cái nó báo lên thời vừa bao tiếc luôn. Không có tiền thay đó anh ơi. Xé ra, cái này là khô. Rồi, số 1 là lao ướt như các bạn, còn số 2 là lao khô nè. Đó, khi các bạn lao để cho nó sạch bụi và nó sáng các bạn. Đó, ta sẽ kéo nó về xuống rồi thì bây giờ ta sẽ đầu sẽ dán vào cái màn hình này nha. Đó. Cái này mình không chuyên nghiệp, mình tự làm nhà, các bạn hãy dán thử trải nghiệm coi nó như thế nào thôi à. Rồi đó, giờ dán vô nè, cho mở đèn, mở màn hình lên cho nó ngay cái đường viền đó các bạn. Đó, nó không bị mà sọc nó trắng lòi ra ngoài vì nhìn không đẹp nha. Đó, chúng ta sẽ dốt xuống thì nó sẽ hít vào đó. Bây giờ chúng ta sẽ test thử nha. Đó, bây giờ nó sẽ nghiêng qua bên trái. Đó, là các bạn thấy nó mờ tối không thấy đúng không? Nó nghiêng bên phải nữa, nó làm mờ lại. Khi một người đứng ngang mình nhìn sẽ không thấy luôn các bạn. Đó, còn phía trên nhìn xuống thì hơi thấy nha các bạn, nó không có tối lắm. Đó, phía này thì nó cũng mờ nè. Tới điện thoại rồi bà con ơi. Rồi thì trong quá trình mình đã dán và test thử thì mình cũng thấy ưng ý đó các bạn. Đó, vì thứ nhất thì nó vừa chống kính cường lực, vừa chống bể màn hình, và thứ hai là chống nhìn trộm luôn các bạn. Rồi chúc các bạn thành công.